giới thiệu cho mọi người này. Đó, nó phải như ở tâm này này. Đấy, đã không ăn thôi, phải ăn phải kiểu giọng này này. Mọi người nhìn thấy tay của Hùng chưa? Vất vả luôn. Trời ơi, một con cá léo này. Nó to như thế này mà. Ui, con cá chép này đang còn tươi xanh nha mọi người. Thá hồ luôn. Để Hùng tặng cho mấy con em tí cho nó sạch sẽ ha. Mẹ em phải sống. Đây, cứ phải tươi xanh nhá. Trời ơi. Quá thịt. Thịt đây. Đây có một sông. Ừ, có một sông chứ con. Sông nhìn thịt dày nhìn thích thì em toàn em đi lò mò đến mấy cái khúc trong đến kia đi em bắt thôi. Cá thối rồi đó. Nhưng mà tại vì cá này nó ở sông nên nó vẫn có mùi mùi rống mọi người ạ. Nó có vẫn chua trái. Chua trái thêm đi nữa. Càng trái nó càng khô thì nó càng quát vào càng ngon. Thì là ngoài chạy thôi vậy. Khi vải dày mà nó chạy nó chạy nữa. Cái kia nhỏ quá. Cái gì nhỏ? Bên kia quân ạ. Bếp đường nó nhỏ. Cái bếp nướng cá con gà dai được mà. Cái này nhanh chứ dễ mà con gà dai nó khó. Đây, đây là gà chẹp nha bà con. Cá chẹp hả? Bỏ nhiều vào, cho nó đầy đặn vào. Đây, ông táo. Bỏ nướng quá mức ngoằn, vẫn thơm. Đó, cho giá, cho luôn các kiểu vào. Gà nó ngon. Cá nướng. Làm cá ra. Đó, đúng rồi. Lọt. Gỏi cá nha bà con, để gà nha. Gỏi cá chẹp. Gỏi cá chẹp. Thôi tôi bẻ tỉ thôi, thôi tôi bẻ vi tái. Mày thôi. Mời bà con nha. Là gì gì cơ? Mời bà con nào? Cả thế nào? Thần chó rồi đấy, thay luôn, toàn thần chó rồi. Tháng này cũng cả nhiều bừa lắm em. Bởi vì em tinh trọng cho cả hôm nay lại mấy ký ăn nửa âm dứa nửa nướng ngon không lại đến nhiều rồi. Đây là cá sông này, cá rồi. Chẹp bên đầu tiên ăn cá chẹp bên Nhật Bản chứ tên lắm. Ngon tuyệt vời. Okay. Bây giờ Hùng sẽ làm con siêu to này con em này. Này mọi người nhìn thấy tay của Hùng chưa, nó thở thầm gì về con cá lắm mọi người ạ. To vất vả luôn đấy. Wow, to quá mọi người. Wow, đây mọi người thấy to. Ok. Wow. Ôi là nó to ghê sao quá. Ở bên đây cá chép người Nhật nó không ăn nha mọi người. Tại vì người ta chỉ ăn ở trong siêu thị hoặc là ra ngoài biển người ta cấu thôi. Còn cá sống là người ta không ăn. Người ta bảo là kiểu người ta sợ ấy. Ở ngoài nó ăn không được đảm bảo cái kiểu ăn sợ. Ui giời. Gặp Việt Nam mình thì đụng bài luôn. Con cá chép khủng khiếp mọi người. Bây giờ Hùng sẽ làm con này nha. Ok, bây giờ Hùng sẽ làm con cá chép này nha mọi người. Thực sự là con cá này rất là to mọi người ạ. Con này để mà ở trên cái này mà nó dài bằng cả cái này luôn ấy. Tay Hùng. Hùng sẽ đo thử được bao nhiêu phần. 2,5 cân. 2,5 cân là cái tay của Hùng cho cỡ 20 phần đi. Rồi, 50 phần. 50 phần. Trời ơi. Tôi làm con cá. Những cái vảy nó rất là cứng mưa. Không phải sử dụng những cái dụng cụ chuyên dùng mọi người để mà cắt nó được. Tại vì ui ôi, những cái vảy nó thuộc lại da to lắm rồi á. Khó cắt. Kẹo thường không cắt được. Đây kẹo này là dùng cái kẹo cắt cấy mọi người. Oh.
Mấy cái vậy này, to. To vất vả luôn. Nó ngắt lắm. Từ nhỏ tới bây giờ làm một mình mà lại ở đây nó chật chội quá. Dạ nhưng mà có một cái địa điểm nào nó mà rộng rãi một tí thì kiểu như mình làm nó cũng thoải mái. Đây cái chỗ này thì nó nhỏ quá. Ok, trong một thôi làm thì Hùng la xong con cá rồi. Thì bây giờ là Hùng sẽ làm một nửa Hùng sẽ nướng, còn một nửa Hùng sẽ hấp. Hấp với dứa để xem thử là con cá này có ngon không nha mọi người. Ok, mọi người cùng chờ đón đoạn tiếp theo nha mọi người. Và đây sau một hồi làm lùng vất vả, cuối cùng Hùng đã ướp được cá. Thì đây là miệng cá, phần đuôi nha mọi người. Cá này, cá chép này lâu năm nên là cái miệng thịt nó rất là ngon luôn. Đỏ ử lên luôn, màu rất là đẹp. Thì Hùng đã cho tất cả mọi thứ trên đời này vào trong miệng cá này luôn rồi. Hùng ướp sẽ được trong vòng một tiếng để cho nó cá ngấm rồi sẽ tỉ sẽ nướng nha mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Chà, mọi người có thể thấy là miệng cá rất là to. To mà hơn cái bàn tay, bằng bàn tay của Hùng luôn đây mọi người này. Còn bên này là Hùng đã chuẩn bị một nồi cá om dưa hấp dưa này. Wow, có nghi ngút, rất là nhiều dưa luôn. Chà, hôm nay lâu lắm mới được một bữa đào thèm này. Hùng nghĩ là sẽ rất là hấp dẫn đấy. Mọi người chuẩn bị chờ đón xem nha. Ok mọi người nha, là tiếp tục ăn uống rồi. Hôm nay anh Trọng mới cho con cá chép. Mấy anh em làm hai món. Một nửa là nướng một nửa là nướng, còn một nửa là hấp dưa. Cũng là mình nồi siêu to khổng lồ luôn. Lại gọi cuốn. Còn đây ga hấp. Hấp này giúp. Hôm nay là tiếp tục chuẩn bị lại nó xay mọi người ơi. Ok, mời mọi người. Ô mọi người ơi, nghe có cái món mới cá cùng lần đầu tiên ăn được ở bên này. Mời đẹp à? Mời đẹp nha. Chúng là chúc anh em sức khỏe này. Mời cả nhà nhá. Happy New Year. Happy New Year. Hôm nay sinh nhật Thanh cái bánh nha. Sinh nhật. Là bát à? Phòng này sinh nhật Thanh. Hơi lạnh, phòng này hơi lạnh. Hơi đỏ mắt thì đông mắt á luôn cả bia rồi. Có ra đóng rồi tối này đúng không? Đông, đông hết ba mắt hết tất cả luôn. Đông rồi uống đâu tức là đông rồi để đi đóng này tôi đóng đóng rồi đâu 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 để ngồi đóng em thôi đông rồi tôi đẩy cho tan thì nó hết rồi vừa bánh tráng này là bánh tráng Đài Lộc nhá, đặc sản Quảng Nam nhá cả bán. Đài Lộc đâu đi cuốn đi. Nó mới uống mới xong chứ, cứ uống lại thôi. Còn một cuốn đi, bật nhạc được uống đi, làm việc luôn. Nó cuốn vạ rồi. Mới kêu được cuốn đi, bật nhạc được uống đi, làm việc uống rồi, đúng rồi. Cuốn đi con nhé. Rồi. Cuốn đi con tròn đi hết lên. Cuốn đi con tròn đi hết lên. Cuốn đi cái này không được. Thì nó mới rồi này, không uống được. Ừ, tin là uống thẳng á. Không phải, nó đầy đá, đầy miệng của em nước rồi. Đúng rồi, đúng 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 rồi. Không tan được, uống không ra tí nước nào. Bỏ đây. Ôi, mời cả nhà, mời cả nhà. Cái bắt ở đâu đấy? Trong thì câu rồi. À. Không khéo lon này, đóng nó tỏi. Mở ra xem đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mở ra đóng kiểu nha. Không lắp được rồi được. Cả có chữ hơi to đó. Xong rồi xảo thằng mà cầm nó bốn cái dĩa bái. Tao phải tổng chó hai thằng ngồi nhìn nhau à. Đây. Từ từ, đừng người một quấn chứ. Quấn đây, quấn chứ đây. Mày quấn này. Đấy, quấn đi. Nói vậy. Quấn vào đâu như thế nào nhỉ đúng không? Thay vào sau nữa. Quấn đấy. Ui chào, để thêm thằng 6. Quấn lên là ấy. Thằng 5. Thằng 5. 17 tháng 5 đi làm rồi. Thằng mùng gầu con bắt 17 tháng 5 làm rồi.
ngon. Hôm qua mới đi giao lớp với mông gấu. Thằng nào qua sang thằng mông gấu à? Bây giờ thằng gặp mông gấu nó bán hết. Ừ. Mông qua cửa ăn đâu đừng nói là đừng than đấy, con kỳ đi. Than con làm nhau nhá. Bỏ xương mà ấy. Coi là lấy. Lấy cái bát. Rồi. Con nào cũng hay con cần người ta ra bế bát. Quần được quần hết đi. Thôi nói. Ra lấy cái bát được chưa? Mình kiểu tay đi. Tớ đang một tay đi. Ừ, một tay nữa thôi. Ngon, một tay ngon được. Con cái gì á? Con rau à? Vào. Vào quá sức. Đẹp. Uống. Biệt thật. Đấy, để không cưới đâu. Là ngủ lên hả thật. Đi bạn bình thường thôi. Ăn là nó nhảy mặt rồi mày nhìn ngay thì tự nhiên ngồi đáng quá. Tôi 30 giây ăn hết cái đầu cá, không bán luôn. Nhanh này nè. Rồi chờ sụt ngay đấy. Đại sư chứ mà ghen. Mình nói một câu đại sư chứ mà ghen. Người trong bụng nói từ những chị không. Trong bụng chửi đấy, thằng này ra chửi mình ra rồi. Khó thế. Điều cà giả tiêu lắm. Anh em kiểu không ăn được đó, không phải nhiều khỏi đấy. Bảo nó được mọi người ăn á. Không phải nhiều khỏi. Chưa tiêu không ăn nhân hoa. Mà này giờ mình ăn bát của anh đây. Mình phải nhờ con ớt của anh tỏ lắm. Thằng gà làm gì đó. Con. Sao chứ mình là nào. Thì tôi không ăn. Ăn gà đi. Đó lọc đôi mình ăn cho chẹp á. Thiếu ít vị nữa. Con. Thì đi. Ừ. Mình cũng ăn kéo để nhờ Việt Nam mình chưa biết tặng đó bỏ tặng bỏ chế đi vậy nữa kéo đúng rồi đấy ngồi đi đâu nha hôm mà đi Hakodate đấy Hakodate là đâu anh sau em đi à không đi cái hôm đi cuối năm ấy là vậy ông chén nhá ờ cái thằng công nhận thấy to thật là công nhận vãi trưởng vừa quá thịt cả xương thịt hay cái câu ở sông ừ câu ở sống chứ con sông nhìn thịt dày nhìn thịt thì em toàn em đi lò mò đến mấy cái khúc trong bên kia đi em bắt thôi cả thôi rồi đó nhưng mà tại vì cá này nó ở sông nên nó vẫn có mùi mùi rống mọi người ạ nó còn vẫn chua trái nhưng mà chua trái thêm đi nữa càng trái nó càng khô thì nó càng quát vào càng ngon thì là ngoài chạy thôi vậy cái vải dày mà ra vì không ướp nó chạy nữa cái kia nhỏ quá. Cái gì nhỏ? Bên kia quân ạ. Bếp đường nó nhỏ. Cái bếp nướng cả con gà dai được mà. Cái này nhanh chứ dễ mà, con gà dai nó khó. Đây. Đấy là cá chẹp nha bà con. Cá chẹp hả? Bỏ nhiều vào, cho nó đầy đặn vào. Đầy nướng tạo. Nướng quá mất ngon, vẫn thơm. Đó, cho giá, cho luôn các kiểu vào. Gà ngon. Cá nướng. Đó, đúng rồi. Lọt. Gỏi cá nha bà con, để gà nha. Rồi, gỏi cá chép. Gỏi cá chép. Rồi. Bố mẹ thấy rồi, có tôi lại bị tái. Mày thôi. Mời bà con nha. Mày đi đi. Ăn bà con nào. Cá thế nào? Chân chó rồi ấy, thầy luôn, chân chó rồi. Tháng này nó cũng cả nhiều bờ lắm em. Bởi lý em tinh trọng cho cả. Hôm nay lại thì mình nhìn gì không? Âm dứa nữa, nướng, ngón. Không lại đến nhiều rồi. Đây là cá sông hay. Cá chẹp bên đầu tiên ăn cá chẹp bên Nhật Bản chứ. Ngon. Tuyệt vời. Ok. Cuộc chơi kết thúc rồi. Mệt quá mọi người ơi. Nó thở cũng được rồi. Mình em chào mọi người cái đó. Nói hết rồi. Xin chào mọi người nhé. Hết rồi. Nói chung là cuộc vui nào cũng có lúc tan, tình yêu nào cũng có lúc dở dang. Tới hôm nay thì dở dang cả đây. Ba lông thôi ạ. Thôi thì anh em mình thì xem video đồ cũng kiểu free rồi, nhìn ăn thì cũng đỡ thèm rồi. Thôi thì đăng ký like cho chú một like cho chú kiếm tiền tả gái chú giờ này cũng ế nhá. Giờ đây sẵn review luôn là chú Hùng đang ế, ai muốn về làm video của chú Hùng thì liên hệ. Ok, cảm ơn anh Hiếu nhá, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em rất là nhiều, hôm nay tuyệt vời đó.
Ơi, xin phép dừng video đấy nhá, tao một mình ơi.